Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Vâng, thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến quý vị phần tài sản hiện nay của Epstein đã được ông chuyển vào một cái quỹ, một cái trust chỉ có 48 tiếng trước cái ngày mà ông tự tử, đó là ngày 8 tháng 8 thưa quý vị. Thì ngoài cái số tài sản lúc đầu chúng tôi kể thì chưa kể là còn có hai cái đảo nữa, một cái đảo gọi là Great St. James trị giá lên đến 22,5 triệu, rồi một cái là Little St. James Island, là cái hôm bữa mà quý vị thấy anh Thụy tường trình đó, là trị giá hiện nay là gần 64 triệu. Dễ sợ. Đó ngày là xưa ông mua có 8 triệu à. Dạ vâng. Mà chưa kể là hiện nay phía các chuyên gia họ nói rằng ông Epstein ổng còn một cái art collection nữa là dạ vâng, sưu tập tranh, dạ vâng, đó là hàng chục đến hàng trăm cái bức tranh mà sẽ được thẩm định. Mà quý vị cũng biết những cái bức tranh mà những người như ông này mua thì có thể là sơ sơ cũng vài triệu một tấm, mà cả trăm tấm thì lại thêm khoảng chừng 100 mấy chục triệu nữa. Nhưng mà cái vấn đề hiện nay đó là hai cái người sẽ quản lý cái trust này, đó là hai ông luật sư lâu năm, thứ nhất là Darren Indyke và ông Richard Kahn. Thưa quý vị, đặc biệt là ông Indyke là người mà vào năm 2007 đã từng giúp cho Epstein nhận cái tội là làm chủ đường dây sex trafficking, nhưng mà chỉ nhận cái án tù có 13 tháng đó. Thì hai ông này được biết là mỗi người sẽ nhận một cái số tiền là 250.000 một năm để mà quản lý cái trust này của ông Epstein. Là bởi vì hiện nay trong cái bản di chúc, ông Epstein ông chỉ còn có một người anh trai là ông Mark Epstein, người thừa hưởng duy nhất. Nhưng mà ông Mark Epstein sẽ không phải là người có thể quản lý, đụng được vào tất cả khối tài sản của Epstein. Chính vì vậy mà hiện nay được biết là tất cả các nạn nhân họ đã bắt đầu nộp đơn để mà kiện cái estate này của Epstein. Nhưng mà không biết rằng các chuyên gia họ nói là chỉ trong vòng có thời gian mấy ngày thì có thể là tất cả các tài sản, chẳng hạn như là nhiều khi ông Epstein ổng chưa có kịp ký chuyển nhượng sang qua cái quỹ này, cho nên là mọi thứ sẽ còn rất là rắc rối. Nhưng mà đến sáng nay thì bản tin ghi nhận là ông Epstein đã giao toàn bộ tài sản này cho người anh Mark Epstein. Và khi mà giao toàn bộ tài sản này sẽ gây khó khăn thêm cho các nạn nhân muốn kiện vào cái hồ sơ này. Bởi vì nếu không có di chúc là chuyện khác. Di chúc bỏ vào quỹ là cái chuyện khác. Còn di chúc ghi rõ ông anh của ông năm nay 68 tuổi, ông 66, anh sinh năm 1951, ông Mark Epstein sẽ nhận toàn bộ số hồ sơ này. Hai người luật sư đó thì sẽ đưa ra các chi tiết để ông anh sẽ sử dụng cái số tiền này như thế nào. Vào sáng ngày hôm nay, ngay sau khi ghi nhận được cái tin tức này thì có 3 người phụ nữ tuyên bố họ là nạn nhân và đã kiện vào hồ sơ này. Cái khó ở đây đó, Thảo Yên có thể tha hồ muốn nhận nạn nhân là cái gì cũng được hết. Nhưng mà lấy bằng chứng như thế nào để mà chứng minh là tôi đã từng bị ổng phục vụ, phải phục vụ tình dục cho ổng. Bằng chứng ở đâu, hình ảnh có hay không, rồi có những cái vật thể rõ ràng để chứng minh là các cô gái này đã từng quan hệ tình dục với ổng lúc còn nhỏ, dưới 18 tuổi thưa quý vị, từ bao nhiêu thập niên trước đây. Đó là cái vấn đề khó. Cho nên cái chuyện này nó sẽ còn dài dài, thưa quý khán thính giả. Quay sang một bản tin khác, breaking news vào sáng ngày hôm nay, một chiếc xe bus chở 44 người du khách Trung Quốc cùng với hai người Lào, một là tài xế, một là người hướng dẫn viên du lịch, trong lúc chiếc xe đang lên đèo rời khỏi thủ đô Viên Chăn của Lào đi về hướng Bắc để đến thăm một cái khu cổ tích của Lào, thì bất ngờ không biết vì lý do nào, người tài xế lạc tay lái và đưa cả chiếc xe bus
xuống dưới vực ở bên dưới. Cũng may mắn một phần á, là họ nói rằng lúc mà chiếc xe bus này rơi xuống và gặp tai nạn á, thì vừa lúc đó có một cái toán người Trung Quốc sang đây tập huấn với người Lào để mà giúp đỡ trong những trường hợp nếu xảy ra bất cứ một cái tai nạn nào, thì ngay lập tức cái nhóm người Trung Quốc này thay vì phải đưa từ Trung Quốc sang thì họ bay đến hiện trường ngay lập tức. Và họ đang ngay trong lúc này chúng tôi gửi đến quý vị bản tin này thì đang trong tiến trình để cứu giúp những nạn nhân ra khỏi từ dưới vực lên. Nhưng mà tin tức mới nhất vào sáng nay, số người chết có thể tăng lên ngay bây giờ là at least ít nhất 13 người đã thiệt mạng. Hầu như tất cả những người trong chiếc xe bus này đều bị thương. Trong số này có những người nguy cấp, không biết họ có qua nổi ở bên trong bệnh viện hay không. Một lần nữa, chiếc xe bus đang trên đường để đi đến một cái khu di tích lịch sử. Họ nói rằng số lượng du khách Trung Quốc tăng theo cái đà phát triển kinh tế của Trung Quốc. Đến năm ngoái 2018, có ít nhất là 800.000 du khách Trung Quốc đã đến Lào. Lào hiện nay là tụ điểm rất là yêu thích của người Trung Quốc, bởi vì từ Trung Quốc sang Lào cũng rất là gần. Lào, Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, người Trung Quốc sang rất là đông. Dự tính cái con số lượng du khách Trung Quốc đến Lào trong năm nay lên tới cả triệu người luôn. Vâng, thưa quý vị, và tiếp tục với những phần tin địa phương thì có một cái bản tin cho biết là có một cặp vợ chồng này họ rất là khá giả. Hiện nay họ đang sinh sống ở New York, nhưng mà họ chuyển đến New York ở là bởi vì cái căn nhà của họ ở tại Florida, mà cụ thể là ở thành phố Palm Beach đó, bị con vulture, là con kênh kênh. Dạ vâng, con kênh kênh nó tấn công mà nó quấy phá đến độ mà họ không ở được. Sao lạ vậy ta? Dạ vâng, mà không chỉ riêng cái căn nhà này, toàn bộ những cái ngôi nhà khá giả hạng sang ở cái nơi này đều bị như vậy thôi quý vị. Và đây là hình ảnh mà ông chủ nhà này ông quay được. Thì mà tấn công vào cái gì? Nó xuống cái sân sau. Dạ vâng, nó quậy, nó ăn uống, rồi ổng nói là con kênh kênh mà nó ói thôi quý vị, mà ổng nói là nó hôi hám kinh khủng. Rồi lạ quá mà, dạ vâng, tại vì nó bay xuống liên tục, xong rồi tất cả những nhà ở đây họ phải làm những cái tấm lưới họ che lên đó. Thì quý vị cũng biết là cái mỏ của nó mạnh mà, nó cắn đến độ mà rách lưới luôn, rồi nó bay xuống ở trong này. Nó bơi lội trong. Nó bơi lội, nó ăn uống rồi. Nó party. Ông kể là nó ra không được, bắt đầu cái nó đói, nó nổi điên, nó cắn xé nhau, nó ăn thịt nhau thôi quý vị. Và chính vì vậy mà ông nói là cái cảnh tượng nó vô cùng kinh hoàng, máu me rồi hôi hám. Mà chưa kể đó là ông nói là ổng có con gái nhỏ 2-3 tuổi, thì con bé thích ra vườn, nó tấn công con bé, cho nên là giết con bé luôn á. Không có, cho nên là gia đình nó sẽ giết nếu mà họ phiền quá họ phải dọn đi. Nhưng mà câu chuyện chưa có kết thúc ở đây thôi quý vị, và chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục bản tin trở này. Lại với chuyện con kền kền của Thảo Yên.